Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đầu video mọi người cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh mọi người nhé. Để em có về mặt hàng nào mới em lên video thì mọi người sẽ nhận được thông báo ngay. Đó, hôm nay thì hàng tiếp tục đổ về rất nhiều các anh. Đợt này các anh thấy tần suất lên video em lên cho mọi người hầu như là liên tục. Đấy, bởi vì hàng hóa đang đổ về rất nhiều các anh nhé. Đó. À, hôm nay em như thường lệ em sẽ giới thiệu các cái mặt hàng mới về. Và lần này hầu hết các sản phẩm về là đều có số lượng các anh. Đó, thì đầu video em xin chúc tất cả mọi người làm việc thật là hiệu quả các anh nhé. Vui vẻ trong một tuần, đạt năng suất cao. Đó, hôm nay em về cũng khá nhiều các mặt hàng các anh ạ. Đây, như thường lệ em sẽ view trước các anh nhé. View tất cả các mặt hàng. Các anh nên xem cái đoạn đầu video này để các anh biết trong video này có cái gì. Thì cái nào không cần thì các anh sẽ tua đi. Rồi, em sẽ vào cụ thể từng video các anh nhé. Hôm nay em về đầu cốt các anh ạ. Đầu cốt chủ yếu là cốt nối và cốt gài thôi các anh. Cốt nối và cốt gài các anh nhé. Đó. Cốt của Nhật 100% là cốt của Nhật Bản. Đó. Toàn bộ là hàng của Nhật Bản mới, nguyên đai nguyên kiện. Đó. Chưa sử dụng các anh nhé. Nichifu này, đó, Japan này, Osaka này, đấy còn nguyên tem mác mới 100% luôn các anh. Đó, mới 100% cốt Nhật các anh nhé. Rồi cốt nối các anh nhìn cốt của Nhật các anh có thấy sướng không? Cốt mới 100% luôn các anh ạ. Cốt mới của Nhật luôn. Đây. Cốt của Nhật các anh nhé. Đấy. Rồi. À, em về những bộ đồng hồ đo nhiệt độ mới chưa sử dụng luôn. Cái bộ này trước đây em có về được vài bộ rồi mà các anh lấy hết. Thì lần này nó về luôn các anh. Rồi, các anh thấy sắc nét không? Hàng nước ngoài làm thì miễn chê. Đó. 35 độ C. Rồi. Ô. Em có về những bộ đồng hồ đo điện các anh nhé. Trời ơi, hôm nay quá nhiều đồ luôn các anh ơi. Đồng hồ đo điện hàng của Nhật Bản luôn, em chỉ về được có mấy con nhiêu đây thôi. Đó, hàng của Nhật các anh nhé. Made in Japan. Đó. Bộ que thử, bộ que đo. Anh nào làm điện tử thì lấy nhanh đi các anh ơi. Hàng Kaiser này. Đó. Đấy, đo vôn này, xoay chiều một chiều này, đo milivôn này, đo hẹc này, đo ôm, đo thông mạch này, đo tụ đo diốt này. Đấy, con này thì giá cả rất phải chăng mà màn hình hiển thị của Nhật. Đó, các loại cốt này, này các anh này. Đó, hàng của Nhật, chấm hết luôn các ơi. Anh nào lấy nhanh tay CB. Đó, hôm nay em lên cho mọi người các cái mẫu hộp quẹt các anh này. Bật lửa của Nhật. Đó, con này thì hàng cổ rồi. Con này các anh chơi kiểu sưu tầm cho em. Rồi. Hôm nay lên những bộ sạc pin các anh ơi. Bộ sạc pin này. Pin gì cũng sạc được. Pin gì cũng sạc được. Đó, khởi. Rồi đồng hồ các anh nhé, đồng hồ đo ampe. Mới trong hộp luôn. Hàng của Yokogawa. Đó, Yokogawa. Con này các anh đo trực tiếp, đo nối tiếp vào mạch điện luôn. Các anh không cần phải đo qua con CT. Đó, một hộp nó mới như vậy. Đó. Rồi, hôm nay em lên cho các anh một con... hôm nay em về được hai con ổn áp các anh nhé. Hàng của châu Âu luôn. Đó, con này trước đây em đã bán rồi. Con này hàng châu Âu luôn các anh nhé. Powerland Electric này. Đấy, điện vào là 230V, ra là 100V và 110. À, 110 thôi các anh. 110 các anh nhé. Đấy, chạy điện Nhật vô tư rồi, 110 là các anh chạy điện Nhật rồi. Đó, ra có cả cổng 220 này. Con này là con ổn áp các anh nhé. Ổn áp chứ không phải là biến áp bình thường nữa rồi. Con này là con ổn áp. Điện nhà anh nào mạnh hay yếu nó cũng kéo lên được hết nhá. Đó, ổn áp. Hôm nay em có một bộ này các anh này. Bộ này là bộ rulo. Bộ rulo.
Đó, bộ này là bộ rulo. Bộ rulo anh nào làm cái gì thì các anh lấy nhá, ứng dụng việc gì. Bên đây nó có một con motor AC hàng của Panasonic, con motor Pana. Con này thì made in Korea, Hàn Quốc. Đó, thì con này nó như này. Bình thường các anh muốn muốn cho nó đóng vào thì các anh đóng vào đây nó ăn khớp này. Các anh không thích thì các anh mở ra thì nó chạy. Còn không thì các anh vặn vào là nó ăn khớp với cái motor. Đó. Rồi hôm nay em về khá nhiều đồ linh tinh hết các anh. À đây dây. Dây nguồn. Dây nguồn cho âm thanh các anh nhá, dây lắp cabel của Đức. Trời ơi, dây bọc chống nhiễu này các anh này. Dây bọc chống nhiễu này. Dây lắp cabel của Đức và dây Mỹ luôn các anh. Tí em sẽ cho các anh xem cái sợi dây này, các anh thấy nó khủng khiếp luôn. Hàng của Texas các anh nhá, USA. USA. USA này, Texas USA nhé. Rồi, chị em sẽ cho các anh xem. Đấy rồi. Chứ còn đồ đạc thì nhiều lắm các anh ơi. Tùm lum hết nhưng không thể lên hết được. Đấy, có những con quạt sò này. Quạt sò là các anh này. Con này hàng của Nhật. Con này hàng quạt sò của Nhật. Trời. Cái nước sơn này là chấm hết luôn. Nitimura đó. Ngoài ra em có con quạt sò này Showa Denki. Con quạt này chế máy hút bụi thì hết ý luôn các anh. Con quạt này của Showa Denki các anh nhá. Đó. Rồi, như thường lệ. Bây giờ em sẽ vào cụ thể từng sản phẩm luôn các anh nhé. Mọi người cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Dạ. Rồi. Tiếp theo em về thêm được hai cây kìm bấm cốt các anh này. Đấy, thì con này các anh này, nó là kìm bấm cái cốt này các anh nhé. Cái cốt này này. Cái cốt để các anh hay bắt dây điện hay các anh đấu tủ điện ấy. Chứ nó không phải là cốt ghim hay là cốt ấy các anh nhé. Các anh nhìn rõ cái cốt này nhé. Thế anh nào biết thì các anh mua. Cái kìm bấm cốt này nó bấm tối đa là được 6. Đây, được 6mm này. Đó các anh nhé. Nó khác cái cây kìm bấm cốt này các anh nhé. Cây kìm bấm cốt này thì là bấm cốt thông dụng này. Con này thì nó chuyên dụng để bấm đấu nối tủ điện, bấm cho các cái mạch. Đấy, bấm cho cái đầu cốt để cắm vào ổ điện đấy. Đó. Nói chung cái con bấm kìm bấm cốt này nó sẽ bấm ra cái đầu cốt nó dẹt như này. Đấy, để các anh cắm vào tủ điện các anh siết nó không bị đứt dây. Các anh hiểu ý em ạ? Thường những cái mạch điều khiển ấy các anh đi cái dây rất nhỏ thì các anh bắt buộc phải bấm cái cốt nó kiểu như thế này để khi các anh siết con ốc và nó tì vào đây thì nó không bị đứt cái dây, bởi vì cái dây điều khiển nó quá nhỏ. Thì con kìm này nó bấm như vậy các anh nhé. Kìm này nó bấm như vậy. Đây cái cốt của nó đây này. Đấy, con này 500k. Con này giá mới đang 3.300.000 đồng một con các anh. Đó. Hàng nội địa của Nhật. Các anh cứ chợt sợt cái mã này. Keppo IAC5. Các anh sẽ thấy luôn. 3.3 một con kìm này. Đấy, em bán cho các anh 500.000 quá rẻ luôn. Tiếp theo là cây kìm bấm cốt này. Cây này em không phải quảng cáo nữa. Đây. Bấm tối đa là cốt 10mm các anh nhé. Đó. Con này là hàng Đài Loan này, made in Taiwan này. Nhưng con này xuất sang Nhật Bản, hàng nội địa Nhật các anh ấy. Bấm thì hơi bị sướng. Đấy, video trước em có bấm thử cho các anh xem rồi đấy. Có trợ lực, đấy, thành ra bấm rất nhẹ, em bấm bằng ba con tay. Bấm trợ lực, đấy. Em có hai con. Một con nhỏ, một con to. Đấy. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh này. Bộ sạc pin con ó hay là con thỏ gì đấy. Nói chung là nó sạc đa năng các anh nhé. 220.000 một bộ. Đấy, con này là hàng của Pháp luôn các anh. Đó, con này là hàng của Pháp luôn các anh nhé. Đây, made in France đây này. Đó. Nhưng mà nó cung cấp sang hay là nó sản xuất ở Hồng Kông thì em không rõ. Nhưng mà con này là hàng ở Singapore, hàng VIP luôn các anh nhé. Cái tên thương hiệu này nó cũng là hãng của Pháp. Đó. Đây thì nó lại ghi là made in Hồng Kông. Đấy, thì em thì cái này thì không biết. Cái này đúng thật em không biết rõ. Đấy, hàng ở Singapore về các anh nhé. Nhưng mà cái hãng này em đã sợt rồi. Nó là hàng của Pháp xịn luôn. Sạc đấy tí em sẽ test cho các anh. Sạc cực kỳ sướng luôn. Các anh cầm lên là các anh thấy nó xịn sò rồi. Đó. Thì con này này. Pin 2A này. Pin to bằng này này. Đấy.
thì con này nó có đẩy ra đẩy vào được, thành ra pin dài pin ngắn thì các anh cứ trồng 2 trồng 3 vào đây sạc được hết. Đấy các anh nhé, đây ví dụ các anh có 2 cục pin như này đi, 2 cục pin như này hoặc 2 cục pin như này đi. Đấy thì có phải là các anh nhìn này, cái cục này nó ngắn hơn này, các anh nhìn này, cục này nó ngắn hơn cục này nhưng mà sạc được hết các anh nhé, tại vì cái này nó di chuyển được này. Đó, ví dụ cục này đây đi, này đây đi, nó này, ví dụ cục này ngắn hơn này, cục này ngắn hơn này, à cục này ngắn hơn thì không sạc được, cái pin Nhật này nó ngắn tròn này. Các anh phải cột sạc cái cục pin con ó con thỏ của mình ấy, pin 2A là vừa các anh nhé, chiều dài tiêu chuẩn đấy. Đấy các anh nhé, rồi bây giờ em sẽ test sạc thử pin cho các anh xem. Đó, em sẽ đo dung lượng của hai cục pin này lúc chưa sạc và em sạc sau khoảng 30 phút tới 45 phút gì đấy. Rồi đấy, các anh lên mã xem nhé, bộ sạc pin đa năng 220k trên một bộ. Cái này trước đây em có bán mấy bộ rồi đấy, hàng của Sáp các anh nhé, Pháp gì này. Còn ở đây tem thì nó ghi là made in Hồng Kông nhưng mà phía sau này là hàng của Pháp ấy, chạy điện 230V này, made in France này. Đó, con này hàng xịn lắm ấy. Em có chục bộ thôi. Đó, em sạc thử cho các anh xem luôn, 220k một bộ. Vâng, đây các anh nhé, em sẽ đo thử dung lượng của cái cục pin này trước khi chưa sạc và em sẽ sạc lên bằng cái bộ sạc để xem nó bộ sạc nó hoạt động có tốt không không các anh nhé. Đấy, để các anh nhìn rõ được. Đây, đây, cục pin này đang là 0,679V các anh nhé. Đó, em sẽ sạc thử xem nó có đầy không. Đấy, đây em chỉ có hai cục pin thôi này, cục pin này là size nhỏ là không nói này, cục pin này thì gần như nó chết rồi, thì em cũng sẽ cho cùng vào cái cục pin này em sạc luôn. Con này chỉ có 4,16mV thôi, chủ yếu là cái con này là 0,6V các anh nhé, con này là 0,6V. Rồi em sẽ sạc thử nhé. Đây các anh nhé, em vừa mới sạc xong đấy, em mới sạc được khoảng 45 phút thôi. Đấy, bây giờ em đo cho các anh này, bây giờ là điện áp đã lên rồi này. Đấy, nghĩa là cái bộ này sạc hơi bị ngon các anh nhé. Đấy, nè các anh thấy 1,1V chưa, vừa rồi nó có 0,6V thôi, giờ nó đã lên 1,1V rồi này. Đấy, cục này nhá, một cục vừa rồi là có một cục nó không lên vô nào luôn, là nó lên có milivôn. Đấy, bây giờ cả hai cục đều lên 1,16V này, nó sạc xong tự động nó cân bằng luôn này, tự động nó cân bằng pin luôn này các anh. Đấy, 1,16V luôn này, các anh thấy chưa, hai cục này. Đấy, thì cái bộ này rất đa năng các anh nhé, do là cái này nó di chuyển được thì nó sạc pin nào cũng được, dài ngắn thì sạc được hết, 1A, 2A, pin 2A thì nó ở cái rãnh dưới, pin này to hơn thì nó nằm ở cái rãnh trên. Đó, rồi các anh nhé. Vâng, đầu tiên em lên cho các anh là cái mã đồng hồ đo nhiệt độ của các anh nhé, 190.000 một cái. Con này này, nó là hàng của Anh các anh ạ, đó, mới nguyên hộp chưa sử dụng. Con này là hàng lưu kho, mới nguyên hộp các anh nhé. Đó, mới nguyên hộp chưa sử dụng. Đấy, con này là hàng của Anh này, DUK này, đó, Electric Tempo này, số điện thoại cái gì này. Đó, nó sẽ đo được cái giải là từ -49,9 độ tới 199,9 độ C các anh nhé, thì coi như là từ -50 tới 200 độ C. Đó, anh nhé. Đó, thì con này đây, màn hình của nó là màn hình số, thành ra là nó hiện mà chữ nó to rõ ràng lắm. Các anh cứ, cái này là cái que đo này, các anh cứ mở cái này ra, cứ mở cái này ra. Đó, để cho cái bọc xuống đấy, nó mở cái này ra các anh nhé. Các anh bật lên này, gạt đây này, cục pin nó nằm ở đây các anh nhé, cục pin nó nằm ở đây thì các anh về các anh mua,
Đấy, pin 12V, cái pin remote cửa cuốn ấy, các anh cứ mở ra. Đó, bật đây này. Đó, nhiệt độ phòng đang là 35,4 độ C này. Em nắm tay vào đây nó nóng, cơ thể người chắc chắn nó sẽ tăng lên này. Các anh thấy nó lên 36, 37 chưa? 38 độ luôn này. Đó, thì các anh thấy nhá. Cây này cây đo nhiệt độ các anh nhé. Đó. Tay em vừa làm gì nó nóng 40 độ luôn. Cho xuống cái sắt này thì chắc chắn là nó sẽ giảm xuống này. Bởi vì cái đế nhôm này nó tản nhiệt. Đấy, nhiệt độ nó đang giảm xuống này. Đó, cây này 190.000 một cái các anh nhé. Đó. Hàng của anh mới nguyên bọc như vậy các anh nhé. Đó là xong. Đấy, ngoài ra em có một cái loại giống y chang như này, nhưng nó là nó sử dụng que đo, nó sử dụng cái kiểu dây đo ấy các anh. Thì thành ra anh nào mà thích lấy cái loại nào thì các anh lấy. Các anh chờ em chút nha, em sẽ lấy cho các anh xem. Rồi, tiếp theo là một cái loại cái que này nó rời ấy các anh. Đó. Tiếp theo là cái loại này là cái que nó rời các anh nhé. Là cái que đo nó rời, nó rời như này. Que đo nó rời, các anh cắm vào đây. Đó. Thì cây nào nó cũng chức năng là đo độ C thôi. Đấy, thì con này nó đo làm tròn này. Con này thì nó đo được cả số lẻ luôn. Thì mỗi loại nó có một cái hay. Con này thì nó chuyên đo nhiệt độ gió thổi vào cái đầu này. À, ví dụ như anh nào làm máy lạnh ấy, thì cái gió thổi ra của cái nó hai cái này, tiếp xúc vào cái điểm đầu này. Đấy các anh nhé. Hai loại, em có hai loại. Đồng giá là 190.000 một cái hết. Các anh nào lấy cái nào thì các anh lấy. Rồi, em xin chuyển sang mã tiếp theo. Vâng, tiếp theo em lên cho các anh là cái đồng hồ vạn năng điện tử của Nhật các anh nhé. Em chỉ về được 6 con thôi. Đấy, hàng mới nguyên hộp, hàng của Nhật Bản. Đó, đây. Con này thì đo hơi bị ngon luôn các anh. Đó, hàng của Nhật các anh nhé. Vỏ như ABS. Đó, thì bây giờ nó có những chức năng như này các anh. Auto đo volt một chiều và điện một chiều và điện xoay chiều. Đó. Đo milivolt là dưới 1 volt đấy. Đo kèm tần số này. Đấy, ví dụ canh bật về nước này nó có hai chế độ thì canh ấn nút shift này là nó sẽ chuyển. Đó. Bật về đây thì nó có đo ôm, đo điện trở này. Đo thông mạch này, đo diode này. Con này thì nó lại thiếu cái đo tụ. Đó. Và auto đo một chiều xoay chiều ampere, miliampere này, đó. Thì con này là hàng mới nguyên hộp các anh nhé. Cái mặt đồng hồ ở đây thì nó về hàng công thì trong công nó nóng, nó hơi bị nhẹ ở đây thôi. Cái màn hình này. Thật ra cái này tháo ra lau qua một cái lớp dầu ấy là nó hết ngay. Mới hay, nhưng mà em về thì hàng mới sao thì em để nguyên vậy. Nó không ảnh hưởng gì hết các anh. Đây, bật lên cho các anh xem này. Đấy, các anh nhìn thấy không ạ? Đấy. Nó hoàn toàn bình thường hết các anh nhé. Nó hơi bị loang dầu này. Đó. Hàng bãi hàng công thì không thể nói mạnh được. Nhưng mà con này quá xịn luôn các anh. Đó. Con này em bán giá siêu rẻ, 480.000 bao ship. Đấy, em lấy về em lời đúng 50.000 một con đấy các anh. Em có 6 con. Tại vì cái hàng này nó phục vụ cho các anh làm việc, thành ra em không có bán giá đắt rẻ gì cả. Em bán đúng để các anh dùng. Chứ con đồng hồ Nhật này nhé, các anh mua con Sawa hay là con bất kể con đồng hồ gì mà Nhật xịn như này ở Việt Nam ấy, các anh thấp nhất phải tầm 750.000, không bao giờ có dưới 480.000 các anh nhá. Em bảo hành cho các anh 3 tháng luôn đó. Đó. Anh thấy chưa? Đây nó có 3 chế độ. Ví dụ các anh bật về đây nó có 3 chế độ này. Đây nó đang đo ôm này. Các anh muốn chuyển qua đo thông mạch ấy thì các anh ấn qua bên này. Đó, các anh muốn chuyển qua đo diode này. Ấn qua bên này nó hiện chữ diode này. Đó các anh nhá. Rồi. Con này hàng hơi bị xịn luôn các anh. Đó. Rồi, em chỉ có 6 chiếc thôi. Con này chắc chắn là hết sớm rồi. Các anh lấy nhanh tay cho em nhé.
lên mã cho em đồng hồ vạn năng điện tử Nhật 480k bao ship đó, hàng của Japan, hàng của Kaise các anh nhé. Đấy, Kaise đó. Rồi, con này đo tối đa là 300V, 300V các anh nhé. Đây, con này cái mã nó tích đỏ SK6233 này, các anh nhìn này, 6233 này đó, ACDC 300V các anh nhé. Đó thì rất phù hợp anh nào đo điện gia đình, điện một pha, điện ba pha thì các anh phải mua con khác nhé. Con này quá ngon trong tầm giá rồi, đồ của Nhật dùng sướng lắm các anh này. Chắc chắn em sẽ để lại một con em dùng rồi đó, nhưng mà mặc dù các anh thấy em dùng con Hiuki này của em 4 triệu, đây em dùng mấy năm rồi, Hiuki con này cũng made in Japan luôn đó, nhưng mà con này thì thật ra nó hơi to, cái con này thì nó nhỏ gọn này. Bây giờ các anh tính đi, các anh mua một con đồng hồ này 480 ngàn so với con đồng hồ này 4 triệu thì con này đúng ra nó tiện dụng hơn rất nhiều đấy, mà hàng xịn các anh nhé, em không bán hàng đều đâu. Đấy, anh nào nhận cái đồng hồ này mà bảo hàng Japan đều ấy, đem lại đây em trả, em tặng anh con đồng hồ này luôn. Rồi đấy, rồi các anh nhé, các anh lên mã cho em nhé. Em chỉ có 6 con thôi. Đây các anh nhìn đây, em có 6 con này. Thì đồng hồ về rất nhiều, các về đến đâu là các anh đặt hết đến đấy. Thì 6 con này anh nào thật sự mà anh nào làm điện tử ấy, thì các anh lấy. À đây, có một con đồng hồ kim này nữa các anh này. Có một con đồng hồ kim này cùng của cái hãng Casio này luôn nhé. Rồi đây, lên mã cho các anh luôn đi. Con này thì đo được nhiều à, con này đo DC đo 1200 à, con này AC 1200 à, rồi đo gì đây, Milia này, đo ôm này. Đấy, đo ôm vậy. Rồi con này bán cho các anh 680k đi. Nó con này nó không có hộp các anh nhé, nó chỉ có vỏ thôi. Đó, em sẽ có dây các anh nhé, có dây hết, có dây đầy đủ. Con này 680k rồi, em bao ship luôn đấy, cùng của cái hãng KC nhé. Nó có duy nhất một con đồng hồ kim mà. Còn lại về 6 con đồng hồ điện, đồng hồ đo điện tử. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Và tiếp theo em lên cho các anh là cái những cái hộp đầu cốt các anh nhé. Đó, đầu cốt, đầu cốt các anh nhé, đầu cốt Nhật. Rồi em lên, các anh đặt hàng các anh phải lên đúng cái mã này các anh nhé, thì các bạn mới lấy đúng cho các anh được. Các anh phải lấy đọc đúng cái mã này, mã 1 này đó. Các anh đặt mã 3 thì cứ mã là em khoanh tròn này là mã các anh nhé. Đó, rồi các anh này, đầu tiên này. Đấy, đầu tiên cốt ghim đực, đực các anh nhé. Đực là sao? Đực là nó lồi ra này, đây này, đực là nó lồi ra này, đó, nó lồi ra để các anh cắm vào cái rắc ghim cái này, các anh có hiểu ý em không ạ? Đấy các anh nhé, cái đực là cái vàng này, nó để nó cắm vào cái này, rồi, đó, cứ combo, à đây, cái lỗ bấm dây đây này, dây mà các anh đút vào đây các anh có thể bấm được ấy, là từ 3.0 tới 5.0, nhé các anh nhé, cái dây bấm ở trong đây này. Đương nhiên là nhỏ hơn 3.0 thì canh vẫn bấm thoải mái rồi. Đấy, nhưng mà maximum là dây 5.0. Dây lớn hơn thì dây thì nó không đút vào đây được. Đấy, thì canh phải mua cái loại cốt lớn hơn. Đấy nhá. Cốt ghim đực canh này, mã số 1 nhá. Đấy, em bán là combo cứ một bọc 50 cái là 75 ngàn. Cốt Nhật canh nhá. Đó, đây. Hàng canh xem này. Cốt Nhật mới nguyên, chưa sử dụng luôn. Đó. Hàng sản xuất tại Osaka, Japan này. Và đặc biệt cái lô cốt này, các anh nhìn này, nó xuất đi các thị trường châu Âu. Đó, UL và SA này là hai chứng chỉ của châu Âu Liên minh và EU các anh. Chỉ thằng Mỹ này là UL này. Đó, thằng SA này là châu Âu EU này. Đó, cốt Nhật các anh nhé, Nhật xịn luôn. Đó, đó. Cốt ghim đực các anh nhé. Đấy, màu vàng. Rồi, mã số 1. Tiếp theo em lên cho các anh này, cốt tròn các anh nhé. Cốt tròn mã số 3 này, mã số 3 các anh nhé, cốt tròn. Đấy, em cũng bán combo 50 cái là 75 ngàn. Đó,
cốt Nhật các anh nhé, mới nguyên hộp. Nó đây em lấy thử một hộp cho các anh xem này. Này các anh nhìn rõ nhé, dưới ánh đèn đây sáng này. Hàng của Nhật các anh nhé. Đó, hàng của Nhật miễn bàn luôn các anh ơi. Đó. Đấy, thì cái cốt này nó như nào? Cốt này nó như này các anh này. Đây, cốt này nó là cái này. Nó là cái này các anh nhé. Đó. Thì cái này nó phục vụ mục đích riêng biệt này. Dây đút vào đây để bấm ấy, tối đa là dây 2.0. Đấy, và cái lỗ cốt để bắt ấy, cái lỗ ở đây này, cái lỗ này là 10mm, là tương đương với lại con tán 10 đó. Con bù long 10 là xỏ qua đây được. Đó, cốt Nhật các anh nhé. Cốt Nhật đấy. Cốt Nhật này nó mạ trì rồi này. Thì thành ra cho dù 50 năm hay 100 năm nữa nó vẫn như vậy. Cốt đồng các anh nhé. Đó, các anh lên mã cho em này. Mã số 3, dây 2.0, lỗ là lỗ bù long 10 các anh nhé. Đấy, bù long con tán là 10. Đấy, combo 50 cái là 75.000. Tiếp theo em lên cho anh các anh là cái cốt tròn, cũng y chang như cái cốt này. Nhưng mà cái lỗ mà xỏ qua đây con bù long con tán này, xỏ qua đây thì nó sẽ nhỏ hơn, nó chỉ là 3.5 thôi. Dây thì là dây 2.0. Giống như cái này. Dây tối đa là dây 2.0 các anh. Đó. Combo 50 cái là 75.000. Đó. Em cũng bán theo combo 50 cái là 75.000. Tiếp theo em lên cho các anh cái này các anh ơi. Đây em gọi là dây cốt để bấm dây ổ điện các anh ấy. Nó xỏ tối đa là được dây 4.0. Cũng combo 50 cái là 75.000. Đó là tính ra 1.500 một cái. Thì đây các anh nhìn đây. Thì ở ngoài Bắc ấy, nhiều anh đi đấu dây ổ điện ấy, thì dây mềm, dây nhiều sợi. Khi canh đút vào cái ổ điện rất khó khăn. Thì cái cốt này giống như người Nhật người ta làm ấy, thì người ta sẽ cho cái dây vào đây, người ta bấm cái cốt này trước. Sau đấy cái đầu này người ta bắt vào ổ điện. Thì thứ nhất khi siết tán siết vít ấy, nó không bị rách dây đấy, nó không bị đứt dây. Các anh có hiểu ý em không ạ? Đấy, nên người Nhật thật ra người ta làm rất bài bản. Cái đầu cốt này chì này, cái canh đưa vào canh siết ấy, nó chỉ có chắc thôi, chứ không bao giờ nó đứt dây được. Bởi vì dây canh đã bấm đầu cốt ở đây rồi. Đấy, lỗ này tối đa là dây 4.0 các anh. Tải nhà bếp vô tư rồi. Nhà bếp canh cũng chỉ đi dây 4.0 thôi. Đấy, các anh lên mã cho em nhé. Các anh cứ lên là cốt bấm dây ổ điện. Đấy, dây 4.0. Con này em cho nó là mã số 10 đi các anh ha. Mã số 10 đi. Các anh lên mã cho em là mã số 10 nhé. Đó. Rồi, theo các anh này, cốt ghim cái đấy, có chân cầu nối các anh nhé. Rắc ghim cái có chân cầu nối, rắc ghim cái có chân cầu nối. Em xem có bịch nào mà bóc ra rồi em lấy cho các anh xem. Đây, nói chung là cái dây này này nó màu đỏ thì nó giống y chang như vậy, các anh nhé. Đấy, thì cái rắc này là rắc cái này, ngoài ra nó có thêm một cái cầu này, nó nối ra ngoài để ví dụ nhất là các anh cắm tụ ấy, hoặc các anh cắm cái gì mà cần cắm thêm ấy, thì các anh cắm vào đây. Các anh, con này là vừa đực vừa cái này, đầu này đầu đực, đầu này đầu cái này. Thì các anh mà dùng các anh cắm ấy, thì một là các anh về các anh cắt cái này đi. Các anh chỉ cần lấy cái kìm cắt, các anh cắt cái phịch đây phát là nó đứt rồi. Đây em cắt thử cho các anh xem nhé, bởi vì nó là đồng. Đấy, nó là đồng. Đây các anh nhé, đây em cắt thử cho các anh xem này. Nó đứt rồi. Đó, các anh thấy không ạ? Đây các anh nhé. Đó. Combo 50 cái là 75.000. Đấy, thì cái lỗ này này là dây 1.25 tới dây 2.5 các anh. Dây 1.25 tới dây 2.5. Rồi. Các anh lên mã cho em mã này là mã số 2 nhé. Cốt ghim cái có chân cầu nối thì gọi là ghim được cái cũng được. 1.25 tới 2.5. Combo 50 cái là 75.000. Tiếp theo em lên cho các anh này. Cốt kim đực cái giống y chang như cái này. Giống y chang như cái này.
Đấy. Cũng combo 50 cái 75 càn, nhưng mà cái lỗ để bấm dây nó đi dây được 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 cái dây to hơn. Cái này chỉ đi được dây 2.5 là hết, thì cái này nó đi được dây 3.0 cơ. Đấy các anh nhá. Nó cũng ghim một đực một cái giống y chang như vậy. Đó. Nhưng nó sẽ đi được cái dây lớn hơn. Đấy, chỉ có vậy thôi. Đây em bóc hẳn ra một cái cho các anh xem. Đây. Anh nhìn này nhá. Nhìn cái này giúp em. Đây, cái này. Đấy, nó cũng y chang như cái kia. Y chang như cái đỏ, như cái đỏ thì cái lỗ dây đi vào đây được nó sẽ nhỏ hơn. Còn thằng này nó đi được dây lớn hơn. Vậy thôi các anh nhá. Đó. Các anh lên mã cho em này. Mã số 5. Các cốt ghim đực cái hay gọi là cốt ghim cái xanh. Mã số 5 đi được dây từ 2.0 tới 3.0. Đó. Combo 50 cái là 75 cái. 2.0 cho các anh đi dây 1.5 hay cái gì vẫn được nhé. Nói chung là maximum là dây 3.0. Rồi. Nha. Tiếp theo em lên cho các anh này. Đây là cốt nối đực cái các anh nhé. Đấy, mã số 6. Nó sẽ đi được dây 1.5 tới 2.5. Đấy, combo 50 bộ đực cái là 150 ngàn. Là nó như nào? Là nó như này các anh này. Đấy, một đầu đực nó lồi ra này, nó cắm vào một cái đầu cái như này. Các anh có hiểu ý em không ạ? Cái đầu đực nó lồi đây. Nó sẽ cắm vào cái đầu cái như này. Đó, đây. Ví dụ khi các anh cắm vào thì các anh để một cái đực ở xuống đây. Các anh cắm một cái này vào đây. Đây các anh này. Nó cắm nó kết nối vào như vậy này. Đó, thì kết nối vào đầu này các anh bấm dây điện, đầu dưới này các anh bấm dây điện. Đấy, thì khi cắm vào nó y chang như vậy cái này, nó cứng lắm. Đấy, các anh cắm mạnh vào. Đấy, nhá các anh nhá. Cứ một bộ, một đực một cái như này này. Em sẽ bán theo 50 bộ. 50 bộ là 150k các anh nhá. Đó. Các anh lên cho em này. Mã số 6. Cốt nối đực cái. Đó. Combo 50 bộ là 150k. Đó. Tiếp theo em lên cái mã, đây là mã số 6 các anh nhé. Tiếp theo em lên là mã số 7 này. Cũng cốt nối được cái y chang như cái này, nhưng mà nó màu xanh. Đấy, để phân biệt ví dụ dây này dây nguội, dây này dây lửa. Thường dây pha ấy là sẽ màu đỏ. Đấy các anh nhé. Và cái màu xanh này thì nó đi được dây to hơn. Nó sẽ đi được từ dây 2.0 tới 4.0 là maximum. Con này maximum chỉ đi được dây 2.5 thôi. Nhưng con này thì đi được dây 4.0. Cũng cốt nối các anh nhé. Một đực một cái. Đó, cũng combo 50 bộ là 150k. Đấy, rồi các anh lên mã cho em nhé. Hai mã. Đó. Tiếp theo em lên cho các anh cái mã cốt ghim màu vàng. Đó. Hàng mới 100% luôn đấy các anh. Đó. Osaka Japan. Đó, thì cái này em bán này. Thì cái cốt ghim màu vàng cái nhá các anh. Ghim như vậy này. Đó. Thì con này ấy, nó đi với lại cái đực này các anh này. Cái đực này này. Nói chung là cái đực cái này nó cắm vào nhau. Thì tùy các anh muốn lấy nào thì các anh lấy. Và hai cái này là cốt nó bằng nhau này. Đều đi được dây tối đa là dây 6.0 các anh. Dây 6.0 này. Đấy. Em bán combo 50 cái là 100 ngàn. 50 cái là 100 ngàn. Cái cốt đực này thì nó rẻ hơn này. 50 cái chỉ có 75 ngàn thôi. Đấy, thì cái này tùy vào khối lượng, cái kia thì nó nhẹ hơn, cái này nó nặng hơn. Các anh nhá. Các anh nhìn nhìn cái cốt nhật có sướng không? Đó, rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Đây mã số 8. Các anh quan trọng là các anh phải nhìn cái dây này này. Các anh cần cái dây đi dây to thì các anh phải lấy cái đầu cốt to là các anh mới nhét vừa cái dây đấy. Cốt này thì 6.0. Đó, anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo là con ổn áp các anh nhé. Con ổn áp. Đó. Con này hàng châu Âu luôn á. Em đã check lại rồi. Con này hàng châu Âu. Cấp vào 230V. 220V. Đấy, ra 110 và 220. Con này maximum này. 500VA. Ổn áp cả hai dòng điện các anh nhé. Điện nhà anh mà yếu
180 hoặc 170. Con này nó vẫn kéo lên đủ 220 và 110 luôn. Đó. Giờ em sẽ chạy thử cho các anh xem. Tiếp theo em lên cho mọi người một con ổn áp của Nhật nhá. 500VA. 850k bao ship à? Có nhầm không vậy? Con này nặng mà sao 850k bao ship? Con này 850k không bao ship các anh nhá. Bác nhầm mã rồi. Con này nhớ láng má là nặng 6-7kg mà. Đó. Tôi bao ship cho các anh luôn. Đã lỡ lên mã rồi. Bao ship các anh nhá. Rồi. Hàng của Nhật miễn chê các anh ơi. Không phải chê đâu. Con này là chạy được vừa điện 220 vừa điện 100. Đó. Bật nguồn lên. Có đồng hồ báo vôn này. Đó. 500VA này. Đường 110, đường 220V này. Ổn áp các anh nhé. Con này tự ngẫu bình thường, không phải cách ly, nhưng nó là ổn áp, nó như con Liwa vậy đó. Ờ đó. Rồi em sẽ test thử nó cho các anh xem. Vâng, đây các anh nhé. Em tháo ra cho các anh xem này. Đó. Họ làm rất bài bản. Đó. Đó, nó là một cái biến áp luôn. Đó. Chạy nó có than này. Ví dụ điện yếu, điện mạnh gì là nó kéo lên hay sao đấy anh ạ. Đấy, tí em sẽ cắm điện em test thử cho các anh xem. Vâng, đây bây giờ em sẽ test thử cho các anh nhé. Xem điện yếu nó có kéo lên đủ không các anh nhé. Xem điện mà yếu nó có kéo lên đủ không. À, đây. Em sẽ để ở mức số 4 này. Đó, rồi em sẽ đo thử cho các anh xem nhé. Xem là điện ở đây đang bao nhiêu, chị em để chỉ để 170 mấy thôi. Một trăm bảy mươi ba vôn các anh nhá. Đây em đang để ở 172,9 vôn, 173 này. Đó, cái này em đang để là 220V nhá. Em xem nó có kéo lên được, xem cái đủ điện, có điện 110 với điện một điện 220 nó có đủ không nhá. Rồi các anh chờ em chút nhá. Cắm vào đây này. Rồi. Em nghĩ là nó chạy dư luôn đấy, đủ luôn đấy. Hai mai đã bật nguồn rồi các anh nhé. Giờ đo cổng 110 này. Mai các anh thấy 112V chưa? Nghĩa là điện vào có 170 thôi nó cũng kéo lên được nhá. Con này là một con biến áp. Giống như con liệu hoa vậy đấy các anh. Rồi 222,6V này. Đó, 222, 3 số 2 luôn này. Đấy. Nghĩa là điện yếu nó cũng kéo lên được các anh nhé. Đó. Rồi. Đấy, đây em rút ra rồi, bây giờ em thử lại một lần nữa cái điện nguồn này. Xem thử xem bao nhiêu các anh nhá. Rồi, điện đầu vào này. Nay em không thấy cái cây tripod, cái cây chân máy quay của em đâu, thành ra những cái pha thao tác này nó hơi khó. Anh thông cảm. Rồi, đây. Anh thấy điện vào có 172 này. Đấy, 172 là nó cũng kéo lên được các anh nhá. Đó. Ừ. Cái này gọi là gì đó? Là hàng này nó họ làm quá chất lượng rồi. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Thế em lên cho các anh là bộ khung rulo. Đấy. Con này là hàng của Hàn Quốc này. Toàn bộ là nhôm và inox hết. Nhôm và inox hết các anh nhá. 100% là nhôm và inox. Đấy thì cái này nó có, nó xoay này. Ví dụ ở đây nó như kiểu nó có cái hộp số ấy, các anh nhìn rõ cái chân này nhá. Các anh tăng đưa cái này là nó mở ra này. Nó mở ra, ví dụ lúc các anh thả rulo ra thì nó sẽ xoay tự nhiên. Đấy, nhưng mà khi các anh
muốn quấn rulo vào, các anh bật cái motor ở đây nó chạy này, motor AC các anh nhé. Đấy thì các anh đóng vào thì bắt đầu nó sẽ ăn khớp. Thì motor chạy thì cái này nó sẽ chạy theo, nó quấn rulo vào. Đấy, cái này nó chỉ có khung và có một con motor AC nhỏ nhỏ ở đây các nhé. Thì cái này chủ yếu bán cái khung thôi, nặng hơn 20 kg. Đó, thì về các anh độ chế quận rulo hay quận dây giết gì đấy. Đấy. Con này bản thân là nó kéo, nó rulo nó kéo cái dây của cái lưới ở trên biển các anh. Đó. Đấy các anh nhé. Đấy. Rulo này. Đấy, con này em bán là 1,8 triệu các anh nhé. Đấy. Bộ quấn này, rulo này, toàn bộ bằng nhôm nặng 21 kg. Đấy. Đã ở đây nó có sẵn một con motor AC các anh nhé. Đấy. Thì các anh không thích hoặc các anh muốn tải mạnh ấy, thì các anh thay em con motor DC vào đây, chạy bình 12V này hay là 24V gì đấy, tùy các anh độ chế. Em bán được các anh khung này 1,8 triệu nhé. Vâng, tiếp theo em lên cho các anh là cái mã ra các cái mã dây điện, ổ điện các anh ơi. Đâu rồi? Rồi đây. Đây nhé các anh. Em sẽ lên cho các anh hai loại. À, nói chung là hai loại như này, đều là 3 mét hết. Đấy, đều là 3 mét hết các anh, em cho đây cho sáng. Thì con này như này các anh này. Con này ổ của Pana, hai lỗ cắm. Con này ổ Toshiba thì 4 lỗ cắm nhé. 4 lỗ cắm 1 2 3 4 đấy. Dây thì toàn bộ là dây 2.0. 3 sợi. 2 sợi nguồn là đây. 2 sợi dây nguồn là dây 2.0. 1 sợi dây te là 0.75 đó. Thì dây 2.0 này các anh làm dây nguồn cũng cực kỳ ok rồi. Các anh mà đang có cái hộp nguồn hay cái gì, các anh lấy cái dây này các anh làm thì hết ý luôn. Dây Nhật nó sướng lắm các anh. Nó sướng thứ nhất này, nó sướng ở cái chất liệu, chất liệu các anh cầm nắm nó rất sướng. Cái thứ hai là trong cái lúc mà các anh dùng ấy, nó cứ lì ra. Đó. Nó cũng ít bám bẩn nữa. Dây của Nhật. Đấy, cứ một bộ như này em bán là 180 ngàn. Cho dù các anh lấy Toshiba hay các anh lấy Panasonic cũng 180 ngàn một quận như này các anh nhé. Quận như này, dây là dây 3 mét. Đó. Pana thì 2 ổ cắm, Toshiba thì 4 ổ cắm. Dây thì đều là dây Nhật hết. Đó, 100% dây Z này. Đó. Rồi. Mà dây này dây silicon các anh nhé. Dây vỏ silicon, dây mềm á, chứ không phải là dây cứng đâu. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Quận dây điện. Kèm ổ cắm Toshiba hoặc Panasonic. 180 ngàn trên một quận, vừa dây vừa ổ. 3 mét. Tiếp theo em lên cho các anh là những con cặp ray trượt nhé các anh nhé. Con này các anh lắp tủ này, tủ kéo này. Con này hàng ngon các anh nhé. Đó. Em sẽ cho các anh xem một cái ba lết của em. Đấy, em mới về xong. Em về một cái ba lết đấy là 850 kg, gần 1 tấn. Đấy, thì hàng này là hàng ở Singapore các anh nhé. Hàng xịn chứ không phải hàng Trung Quốc đâu. Các anh mua 65, 70 ngàn một cặp ở Việt Nam, chỉ hàng Trung Quốc thôi. Đấy, con này kích thước này dài là 50 này. Bản rộng này là 4 cm này. Chiều dày này là 1,5 cm này. Chiều dày này này là 1,5 cm. Đấy, cứ 70 ngàn một cặp. 70 ngàn một cặp ray trượt này các anh nhé. Đó. Hàng ở Singapore nhưng mà nó cung cấp toàn bộ cho các thị trường VIP không? Mỹ, Đức, đấy, Ý. Đấy các anh nhìn này, hàng của receiver các anh nhé, do thị trường là Australia này, Trung Quốc này, Đức này, Indo này, Ý này, Hàn Quốc này, Malaysia, Thái Lan. Đó. Tiếp theo em lên cho các anh là cái mã CBTEP, hàng của Mitsubishi. Đấy, con này hàng mới trong hộp luôn. Hàng mới trong hộp luôn các anh nhé. Mới trong hộp luôn. Đó.
còn nguyên giấy niêm phong này, mới cứ một hộp của nó là 12 chiếc như thế này. Đấy, hàng mới trong hộp các anh nhé. Đó, CBTEP, hàng của Mitsubishi. Con này sản xuất ở nhà máy Ấn Độ các anh nhé. Mitsubishi này, C20 này, 20A. Đó, anh nào đang xây nhà thì lấy cái này quá hời luôn. 38.000 một chiếc các anh nhé. Con này các anh mua khoảng 60.000. Đấy, 60.000. Đấy, con này chạy 230V hoặc là 400V luôn các anh nhé. Đó, TEP 380 luôn. CB Mitsu của Nhật thì miễn bàn rồi các anh ơi. Đấy, mà các anh mua ở ngoài các anh không biết mua, còn sợ các anh còn mua phải Mitsu giả nữa cơ. Đây là hàng chính hãng các anh không phải lo. Này, em cho anh xem này. Nhập khẩu chính hãng về Việt Nam mình nhá. Này, công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Electric Việt Nam này, đó. Phòng 1L và con này đời 2019 các anh nhé. Đấy, nè. Năm sản xuất là năm 2019 này. Đấy, Ấn Độ này. Đó, các anh thấy chưa? Hàng nhập khẩu chính hãng luôn. 38.000 một chiếc, các anh lên mã cho em nhé. Con này số lượng em có cũng không nhiều đâu. 50 cái à. Mà các anh xây nhà cứ mỗi nhà các anh phải dùng cái chục cái rồi. Bán cho khoảng 5 anh, mỗi anh chục cái là hết mất rồi. Các anh đặt nhanh tay giúp em nhé. 38.000 một chiếc. Tiếp theo lên cho các anh này, cầu nối của Mỹ này, cùng trong cái kia ra nhé các anh. 50.000 một cái. Toàn bộ các ốc này đồng hết. Đồng hết các anh. Đồng Mỹ hết. Thì cái này bắt hai con ốc ở đây, hai bên. Khoét lỗ đấu cầu mặt trước cầu mặt sau này. Thì cái này nó bắt đứng như vậy các anh nhé. Đấy, cầu nối từ trước ra sau. Đó, thì các anh vào việc thì các anh lấy 50.000 một cái. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho các anh là con lọc. Lọc nguồn size to. Đấy, em vừa mới tháo cái thùng Mỹ ra, các anh có thể xem thấy đấy. Con này hơi bị ngon, made in Mexico các anh nhé. Size to, ngâm dầu. Con này thì chưa 90% là nó ngâm dầu. Đó, ngâm dầu hoặc là họ sẽ đổ keo kín mít. Đây là họ hàn kín mít luôn các anh. Lọc Qualcomm. Con này 16A, nặng lắm. 16A thì nó sẽ tải được khoảng 3.500W. Đó, 250V AC này. Đấy, con này là made in Mexico. Đó, con này 16A các anh nhé. Đó, 200k một con các anh nhé. 200k một con. Điện một pha mình luôn, một lửa một nguội. Đó. Rồi, em xin chuyển sang mã tiếp theo. Tiếp theo là kẹp các anh nhé. Em bán cho anh các anh kẹp cá sấu. Hàng của Nhật dùng quên sầu luôn các anh. Em đảm bảo cái kẹp này các anh mua ở Việt Nam không có. Không bao giờ có chất lượng kẹp như vậy. Đấy, tại sao em nói như vậy nhé? Tại vì các anh biết em thử điện, thử đồ em nhiều loại kẹp lắm rồi. Nhưng mà đây, các anh nhìn đây. Em thường có mua thử đồ mà chỉ kẹp cá sấu là nhanh nhất các anh. Đây, em mua hàng Việt Nam mình đây này. 25.000 một cặp như này. Thật dùng chán thôi rồi luôn. Đấy, tự em về em đấu. Dây này của Nhật này. Phích này thì mua ở Việt Nam này. Kẹp này mua ở chợ Nhật Tảo này, dùng thật chán lắm. Dùng một thời gian nó đã sét này. Xong rồi là nó lệch, nó hay bị lệch các anh hiểu không? Mũi này lệch này. Đấy. Em về được cái lô này, hàng của Nhật này dùng hơi bị sướng luôn. Đấy, và cái thiết kế của họ là có 102 các anh nhé. Thiết kế kẹp này của họ cực kỳ chắc chắn. Đúng, người Nhật người ta rất thông minh nhé các anh. Đây, tháo ra cho các anh xem này. Đó, hàng của Nhật người ta kẹp đối xứng, thành ra nó rất bền, không bao giờ nó bị lệch. Các anh hiểu ý em ạ? Dây thì dây siết ốc, đấy, không phải hàn hiếc gì cả. Một là các anh bấm cốt thì là tốt, còn không thì các anh cứ cho thẳng vào đây các anh siết lại. Đấy, rồi là cái này nhìn của họ này, nó côn. Cực kỳ hợp lý nhé. Đấy, đây. Này. Kẹp như này thì không bao giờ bị lo, bị lệch, bị tuột, bị tiếc gì. Chịu tải 20A các anh nhé. 20A. Cái to này chắc hơn đấy. Cái to này nó phải chịu được. Cái nhỏ nhỏ này này. Cái loại vừa này. Đấy, 30k một cặp. Cái loại to này là 50k một cặp các anh nhé. Đấy.
Các anh có thể mua các loại cặp gì, cặp hãng, cặp hiếc gì, nhưng so với kẹp cá sấu này của Nhật thì chỉ xếp sau thôi. Đấy, còn cái loại nhỏ này 15k một cặp cái này. Cái này là loại nhỏ, đó. Đây em cho các anh xem nhé, người Nhật người ta hay, người ta làm cái định tâm. Thành ra là nó không bị lệch. Đây này, giữa cái lọ và cái kia nó âm dương, nó cắn vào nhau vậy thì nó không bị lệch các anh nhé. Mà dùng nó rất bền. Vỏ cao su của nó chất lượng lắm. Đấy, kẹp cá sấu nhỏ nhé các anh nhé, 15 ngàn một cặp. Kẹp cá sấu lớn này, con này chịu tải 30A này. Đấy, 50k một cặp. Con này thì nó dài khoảng mấy cm gì đấy. Yến lấy cho cái thước cả. Thước kẹp được, đưa thước kẹp đây. Cái này loại vừa là 30k một cặp các anh nhé. Đó. Em đo cho mọi người con này nó dài khoảng nhiêu này. Con này dài 9 cm. Cái loại to này dài 9 cm này. Đó, cái loại nhỏ này thì dài 7 cm. Đấy, 7,5 cm gì đấy, 7,3, 7,5, đó. Đấy các anh nhé, còn cái loại nhỏ thì nhỏ nhỏ đâu. Loại nhỏ kia thì nó giống cái loại này của em này. Đó. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Kẹp cá sấu. Loại to này, 50k một cặp. Loại vừa này, 30k. Loại nhỏ này thì 15k này. Đó. Cái loại này các anh hay kẹp, các anh lên mua này. Loại này kẹp sướng, đảm bảo với các anh luôn. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Vâng, tiếp theo em lên cho mọi người một con. Con máy này là tiêu điểm của ngày hôm nay đây. Trước mặt các anh đây đang là một con bơm hút thổi của Nhật các anh nhá. Của Nhật, con này siêu VIP. Tại sao em bảo vậy? Xíu nữa em sẽ cho các anh xem thông số. Để em giới thiệu trước, con này nó có thể vừa hút vừa thổi các anh nhá. Đấy, hút là hút chân không. Mà hút chân không thì nó đạt độ chân không phải nói là cực kỳ chuẩn xác luôn. Cũng khá là cao luôn. Âm 80 kPa các anh nhé. Đó. Còn nếu các anh sục khí để thổi ấy, thì nó không thể đổi thành máy nén khí được. Nhưng mà nó để chuyên để sục khí bể cá các anh nhé. Bể cá các anh nào đang có bể cá koi này, các bể cá bình thường ấy, thì các anh mua con máy của Nhật này thì em phải khẳng định với các anh là quá VIP. Chạy liên tục các anh nhé. Con này các anh chạy liên tục. Các anh cứ chạy liên tục. Nó thiết kế ra là để chạy liên tục, hiệu suất cao. Đó. Em đang bán là 950.000 trên một cái và em bao ship toàn quốc. Giá của con này không dưới 10 triệu đồng. Nếu các anh mua mới của nó không dưới 10 triệu đồng. Và con này là hàng gần như mới 100%. Hàng làm xong dự án là bên Nhật người ta thải ra luôn. Người ta không có sử dụng nữa. Đấy. Điện là điện 100V. Đấy. Công suất của nó là 1,5 mét khối trên 1 giờ các anh. Nếu các anh hút chân không hoặc là sục khí thì nó tương đương với lại 25 lít trên 1 phút. Đấy, nặng gần 7 kg. Đó. Con này hàng noi của Nhật. Đấy, xíu em sẽ check giá cho các anh xem và em cho các anh xem thẳng cái thông số của nó trên trang chủ của niêm yết ở bên Nhật luôn. Thì con này nó cấu tạo như này. Nó là một con bơm. Cái này này các anh này là cái hút vào. Thì đây là cái lọc gió, các anh có thể tháo ra. Trên đây người ta có để, có ghi sẵn này. Bên in này, bên out này. Vỏ là bằng nhôm. Đấy. Thì con này đấy, thì thật sự là nếu chỉ em cho các anh xem thông số của nó thì các anh sẽ thấy nó rất cực kỳ tốt luôn, cực kỳ ok. Nhôm, đấy. Vỏ thép này. Đây nó có một công tắc đuôi chuột on off này. Đấy. Vỏ thì bọc cao su ở ngoài đấy. Con này nó không có màng chắn gì hết các anh nhé. Nó ở đây là để nó thoát nhiệt đấy. Bản chất sinh ra nó như thế này luôn. Chạy điện 100V. Vừa hút vừa thổi. Con này nó là bản chất nó là bơm hút chân không các anh nhé. Đó. Các anh dùng để sục khí bể cá thì phải nói là VIP luôn. Anh nào đang có bể cá koi thì các anh nên lấy bể cá koi các anh nhé. Này em bật điện 100V này. Đấy, bật điện trong một cái, bật công tắc này lên là bắt đầu nó chạy thôi. Đây. Đó. Thổi này các anh thấy nó thổi, nó sục khí mạnh lắm các anh nhé.
hút này, hút chặt tay luôn các anh tin không? Đấy, hút chặt lắm. Rồi các anh nhá, đấy, bây giờ các anh thích thì các anh lắp cái lọc khí này vào, cái lọc gió này này, lắp vào bên này. Các anh khi các anh mà lắp lọc gió vào này và các anh sục cái khí này xuống nước ấy, để sục khí bể cá ấy, thì nó chạy êm ru luôn. Đấy, hang của Nhật nó vậy các anh. Con này em về được 20 con thôi. Các anh hãy nhanh tay đi nhá, tí em cho các anh xem giá của nó là các anh sẽ hoảng đấy. Bên Singapore người ta đang bán là khoảng hơn 20 triệu một con như thế này. Con này công suất là 60W các anh nhé. Cao gần như nhất nhì trong cái dòng này của hãng Nitto này. Koki này của Nhật này. Đấy, hàng Melo này. Nitto Koki của Nhật nhé các anh nhé. Con cao nhất của hãng này bây giờ đang 95W. Con này là 65W các anh nhé. Đấy, thì em cho các anh xem check thông số và giá của nó luôn. Đấy thì con này nó chạy điện 100V các anh nhá. Các anh cắm vào 220 hư là em không chịu trách nhiệm. Trước khi đi là em đều test cho các anh hết. Điện 100V con này xài lướt còn mới choang, con nào cũng mới như này hết. Các anh nhận phải con nào mà nó cũ, nó cũ, nó xước, nó bể nó lát, các anh cứ trả lại, em sẽ đổi cho các anh con khác mới như thế này luôn. Bởi vì nguyên một lô này chào em là mới như thế này, các anh không cần phải lo. Không cần phải lo lắng bất kể một điều gì. Rồi. Bây giờ em sẽ show cái thông số cho các anh xem nhé. 950.000 một cái. Anh nào nhà chưa có thì các anh nên mua một con. Các anh sục bể cá này. Đấy, hay các anh buôn bán hải sản này. Đó. Hoặc là các anh để hút chân không cái gì đấy. Đấy. Bây giờ công nghệ hút chân không, thực phẩm thì hầu hết là phải hút chân không rồi. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo nhé. Tiếp theo các anh nhé. À. Ổ cắm 3 chấu xéo này. Gài ray đó, 3 chấu xéo. Cái này hàng của Slider các anh nhé, 10A. Đấy thì nó có cái ray gài này, các anh gài lên cái ray nhé. Gài lên cái ray mà các anh hay bắt tủ điện ấy. Đó. Cái này lâu lâu nhà anh nào mà có cái chân xéo này thì các anh cắt đi thì nó phí, thì các anh mua cái này. 15.000 một cái à. Đấy. Thì các anh bắt lên thì các anh đấu điện vào đây, một lửa một nguội vào đây. Đó. Các anh bắt vào đây là đẹp hết ý, các anh không phải cắt cái rắc đi. Đó. 10A mà nhân cho 220 là tải được 2200W. Rồi. Lên mã cho em nhé. Cắm 3 chấu gài 15k một cái. Hàng Slider các anh nhé. Slider là thương hiệu của Đức nhé. Con này sản xuất nhà máy ở Trung Quốc. Đó. Slider là thương hiệu của Đức. Rồi các anh lên mã cho em. Tiếp theo em lên cho các anh là cái bộ đếm. Bộ đếm số lần bật tắt. Hôm trước cái hàng này là hàng của Đức các anh này. Made in Germany. Đó, thì hôm nay cái bộ này lại bộ của Nhật. Đấy, cũng mới nguyên hộp luôn các anh. Đây nó có bộ đếm này. Nhưng mà em cảm giác cái bộ Nhật này cầm nó nặng đầm tay lắm các anh. Chung là hàng Đức và hàng Nhật thì em nghĩ là cũng chất lượng cũng giống nhau thôi. Không có con nào mà phải lo lắng về chất lượng cả. Đây các anh này, em bóc hẳn ra một hộp này. Con này đấy chạy AC 230V các anh nhé. Đây. Đây, chữ Nhật này, hàng của Tokyo Japan. Nó mới nguyên hộp như này. Để em lấy đây. Em bóc hẳn ra một con đi. Quay một tay thành ra nó khó khăn lắm các anh. Đấy, con này nó mới như này các anh nhé. Mới nguyên hộp như này. À, con này vỏ inox. Hàng Nhật. Đấy, hàng Nhật thì dùng cũng miễn chê. Đấy. Bộ đếm số lần bật tắt. Cái bộ này thì nó không có lỗ để bấm ấy. Thì cần thì khoan một lỗ ở đây. Bấm kẹp chì lại. Không thì thôi các anh nhé. Đó. Đây. Hàng của Tokyo Light Xe Eki. Đấy, Japan. Chạy điện 230V các anh nhé. Đó. Bộ đếm số lần bật tắt. Cái mặt này bằng nhựa này. Đấy. Cái một cái của Nhật, cái của Đức. Chất lượng thì khỏi phải bàn các anh. Cái nào cũng giống nhau hết. Số lần bật tắt chạy điện 230V các anh nhé. Để các anh đo xem thiết bị bật tắt bao nhiêu lần. Đó.
Đây thì hàng của Nhật. Đấy, em cứ bán đồng giá là 100k. Đấy, em sẽ cho một cái video test cái con này chạy các anh nhé. Đấy, một hàng của Đức và một hàng của Nhật. Các anh không phải lo lắng về chất lượng đấy. Hai con này thì như nhau rồi. Cứ còn cái hàng nào thì các anh lấy hàng đấy. Hàng Nhật cũng dùng cũng sướng, mà hàng Đức dùng cũng sướng. Tiếp theo em lên cho các anh là những cái mẫu khởi động từ các anh nhé. Khởi con tắc tơ. Đó, thì con này như này. Em có này 16A này, 9A này. Đấy, 16A, 9A, 12A. Đấy, thì cứ 9, 16, 12 là 240 ngàn một cái đây nhé. Chủ yếu là có 16 và 9 thôi. 12 này thì có một con à. 12A, 9A, 16A. Đấy, hàng của Made in Italia đó. 240 ngàn một cái. Khởi châu Âu. Coi 220V các anh nhé. Quận coi của nó là 220V. Đây. Khởi mới nguyên hộp, hàng lưu kho các anh nhé. Hàng lưu kho. Đó. Thì các anh thấy đây. Con này quận coi lại 400V à. Không. Có coi 400, coi 220 các anh nhé. Đây, cái này là coi, con này là coi 24 này. Coi 220 này. Đấy. Coi 220 này. Con này coi 220 này. Cứ ở coi ở đâu thì nó đánh dấu tích ở đấy. Con này coi 220 này. Đó. Nói chung là cứ 240 ngàn trên một cái các anh nhé. Đấy. Rồi. Em có duy nhất một con này 60A. 550 ngàn một con này. Con này nó nặng một ký mấy thôi nhá. To kinh khủng, nó khởi châu Âu, tiếp điểm nó to. Tiếp điểm to đồng nghĩa với việc là nó ngon các anh nhé. Đó. Tiếp điểm to mà nặng ấy, khởi càng to càng nặng càng ngon. Đó. Made in Italia này. Hàng Lovato đó. Con này 46A, con này hơi bị rẻ đấy các anh ạ. Con khởi 60A mà size to này, hàng slider các anh mua phải triệu mấy một con. Đây, hàng mới 550k nhưng mà nó mất hộp được anh nhé. Hàng về lô mới chung lô khởi này này. Nhưng mà hộp nó bị ướt, nó bị rách mất rồi. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu cho mọi người là một cái chuông báo cháy của Nhật Bản các anh nhé. Đấy, con này chạy điện AC 230V các anh này. Đó. 50Hz, 60Hz. Con này là chuông báo cháy của Nhật. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Đó. 250k một cái các anh nhé. Đó, hàng mới nguyên hộp. Đây, em về được được mấy chục cái này các anh này. Đó. Về được mấy chục cái này. Con này 6 inch AC bell. Bell là chuông đấy các anh. Đó. Thì con này đó là mới nguyên hộp các anh nhé. Đấy. Đây. Thông số của nó đây này. Chạy AC 230V. Đấy. Màu đỏ này, color này. Đó. Cái này thì mày cứ cắm điện vào là nó kêu reng reng, nó kêu to lắm. Đó. Con này nè. Chuông điện các anh ạ. Đấy, hàng CoBC các anh nhé. CoBC. Đó. Mới nguyên hộp như thế này. Đó. Hàng này hàng của Nhật xịn đấy các anh ạ. Các anh cứ tìm hiểu đi. Một cái chuông này nói chung là các anh mua mới thì nó khoảng 380 thì đấy, 400 ngàn. Nhà hàng bãi thì em có mười mấy, gần hai, khoảng 20 chiếc à. Đấy, thì anh nào làm bên báo cháy hay bên chữa cháy gì đấy thì các anh lấy 250k trên một cái các anh nhé. Anh nào cần hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT của cái này thì em xuất được cho các anh luôn. Đó, các anh nào cần hóa đơn chứng từ thì cứ nhắn em. 250k một cái. Các anh nào mà lấy hóa đơn VAT thì thêm 10% nhé các anh. Đó. Các anh lên mã cho em nhé. Chuông báo cháy Nhật Bản. Anh nào lấy hóa đơn VAT thì thêm 10%.